The heart of Japan's electronics district, the world's games of tomorrow on sale. Bước vào một cửa hàng trò chơi ở khu phố điện tử Akihabara, Tokyo, Nhật Bản, người ta có thể dễ dàng tìm thấy các loại băng trò chơi hentai. Đó là tên gọi chung cho những loại game cho phép người chơi có thể sàm sỡ, dùng những hành động bạo lực như tra tấn và hãm hiếp phụ nữ. Nhưng có một trò chơi 3D hentai có tên là Rape Lab gần đây khiến nhiều người phụ nữ trên thế giới cảm thấy phẫn nộ. Trò chơi bắt đầu với một cô gái tuổi teen trên tàu điện ngầm. Cô gái sẽ thông báo với người chơi, họ đang nhìn thấy cô ấy và nói, tôi có thể giúp bạn điều gì không? Đó là lúc mà các game thủ có thể chọn phương án tấn công. Với một cú hích chuột, người chơi có thể tung váy của cô gái, sau đó có thể đi theo cô trên suốt chuyến tàu, tới nhà hãm hiếp mẹ và em gái của cô. Khi game thủ tiếp tục chơi, họ có thể tham gia vào một loạt các hành động đồ họa khác, như có thể quan hệ với nhân vật chính của mình. Đồng thời có thể lựa chọn phương pháp phá thai để trả thù việc cô gái bị các game thủ khác hãm hiếp. Game thủ cũng có thể tìm và hãm hiếp cô gái của người chơi đã sàm sỡ nhân vật của họ, cũng như họ có thể hãm hiếp bất cứ cô gái khác dọc đường. Hentai không phải là trò chơi mới ở Nhật Bản. Từ lâu các sản phẩm khiêu dâm đã được sản xuất ở quốc gia này, nhưng trong thời đại bùng nổ Internet, nó được số hóa và chia sẻ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thêm vào đó, Nhật Bản lại không có luật kiểm duyệt nội dung các văn hóa phẩm đồi trụy. Luật pháp của Nhật Bản cũng không hạn chế về chủ đề và ý tưởng của các trò chơi. Tuy nhiên, với trò Rape Lab, nhiều chuyên gia văn hóa của Nhật Bản đã lên tiếng cho rằng câu chuyện của nó đã đi quá xa, phản đối nó xuất hiện trên các kệ hàng hay các trang web miễn phí, cũng như mong muốn chính phủ tạo ra hành lang pháp lý để kiểm soát nội dung của các game hentai. Kyung Lo, CNN, Tokyo.